Hey chào các bạn nha. Hôm nay là buổi số 2 trong chương trình học 3D Blender của mình. Thì hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn model ra được những cái vật phẩm hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là một số sản phẩm của sinh viên đã hoàn thành xong buổi 2 ha. Để mà mình có thể model được những cái vỡ, đồ vật này đó thì các bạn sẽ phải học cho thầy bốn cái lệnh model cơ bản nhất. Đó được gọi là extrude, inset face, bevel và Lớp cách Tuy nhiên thì để hiểu được bốn cái lệnh này, thì trước tiên thầy sẽ dẫn nhập cho bạn bằng một số cái lệnh cơ bản trước cái đã. Từ đó mình dẫn nhập vô bài nó sẽ dễ hơn ha. Vậy tóm lại tóm tắt nhanh cái phần học này, thì thầy sẽ giới thiệu cho bạn ba phần dẫn nhập. Thứ nhất là bạn phân biệt cho thầy chế độ Object Mode và Edit Mode. Phần thứ hai là phân biệt cho thầy ba thuật ngữ Vertex, Edge và Face, cùng với lại một số cái lệnh để thao tác nhung nhuyễn ba cái thuật ngữ này ha. Phần thứ ba là các bạn sẽ tập làm quen với cái thuật ngữ proportional editing. Ok, bây giờ thì thầy sẽ đi cái phần đầu tiên trước, phân biệt object mode và edit mode. Ở buổi hôm trước đó thì thầy hướng dẫn bạn các cái công cụ để thực hiện transform trên một cái đối tượng. Thì những cái công cụ này nè nó nằm ở trong cái giao diện của object mode. Vậy thì đây cũng được hiểu là giao diện mặc định của Blender luôn ha. đây rồi à, hôm nay thì các bạn muốn chỉnh sửa cái cấu trúc bên trong của cái đối tượng này nè thì mình sẽ chọn nó rồi mình sẽ chuyển nó sang chế độ là edit mode chế độ chỉnh sửa đối tượng ha hay các bạn có thể bấm phím tab là phím tắt để vào cho nó nhanh thế thì sau khi mà nó vô rồi đó thì cái dấu hiệu nhận biết là thanh công cụ của mình sẽ dài hơn mình có nhiều hơn ha phần thứ hai nữa là khi mà bạn quẹt chọn đối tượng á thì mình chỉ có thể quẹt chọn được cái đối tượng mà mình đang chọn thôi chứ mình không thể nào quẹt chọn được những cái đối tượng xung quanh kế bên đó mình có thể bấm phím tab để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa này ha ok vậy đó chính là object mode và edit mode rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi sâu vô cái chế độ edit mode này khi mà vô edit mode này thì các bạn tiếp tục làm quen cho thầy ba cái thuật ngữ chính ha vertex S và Face. Bây giờ thì mình sẽ làm việc với ba cái icon vertex S và Face ha. Thì lần lượt nó sẽ là điểm, cạnh và diện. Bây giờ thầy sẽ bấm tab vô bên trong edit mode để điều chỉnh lại cái đối tượng này ha thì bạn sẽ thấy là mình sẽ có ba cái icon ở trên đây. Ba icon này lần lượt sẽ là uh, vertex cho mình chọn được cái điểm ở trên người của nó. S cho phép mình chọn được các cái cạnh trên người của nó. Và face cho phép mình chọn được cái diện trên bề mặt của nó. Được chưa? Ba cái icon này lần lượt có cái phím tắt là số 1, số 2 và số 3 ở bên bằng phím chữ nha bạn. Đó, mình có thể đảo qua đảo lại giữa các cái icon này bằng phím tắt 1 2 3. Rồi, nó sẽ có một số cái lệnh kết hợp giữa ba cái icon này với nhau. Bây giờ mình sẽ cùng nghiên cứu về phần lý thuyết trước ha. À, thứ nhất là cái phần vertex này đó, ngoài cái chuyện là nó về điểm á thì trên Google, ở trên YouTube khi mà người ta hướng dẫn bạn những cái video clip thì các bạn cũng phải hiểu là có một cái cụm từ gọi là VTC ha. VTC là chẳng qua là số nhiều của điểm thôi. Các bạn nghe cho quen để sau này nghe YouTube người ta hướng dẫn thì mình biết là người ta đang nói về cái gì ha. Còn cái S này nè, thì có một cái thuật ngữ uh, cũng diễn tả cạnh trong Blender luôn. Uh, nó được gọi là segment. Nên đôi khi segment cũng được hiểu là cạnh luôn nha. Và normal thì đôi khi cũng được hiểu là face luôn. Những cái từ đồng nghĩa đó mà. Rồi để bạn coi cho biết ha. Phần tiếp theo ở đó chính là cái chế độ nhìn xuyên thấu của đồ vật. Nó được gọi là X-Ray và phím tắt của nó là Antenna Z. Một số bạn mà xài Macbook Pro thì bạn có thể nhấn thử cái tổ hợp là Option Z nha. Nó cũng sẽ ra. Thầy lấy ví dụ như là thầy chọn Vertex để thầy quẹt chọn đối tượng. Bạn sẽ thấy là thầy quẹt chọn cái đối tượng này ở đây. Thầy bấm Delete, thầy xóa. Ở đây thì thường là chắc là bạn bấm phím X đi cho nó dễ xóa ha bấm phím X thì nó sẽ ra là cái list này nó hỏi là bạn đang muốn xóa cái gì thì bạn chọn là vertex nè đây là số nhiều của điểm nè đó bạn thấy là khi mà mình quẹt như vậy thì mình chỉ quẹt được mặt trước của điểm thôi chứ mình không có quẹt trúng được cái mặt sau của điểm ha các bạn mà muốn quẹt luôn được cái mặt sau của nó đó thì các bạn bấm icon này nè nó được gọi là x-ray phím tắt của nó là antenna z ha nó cho phép mình nhìn xuyên thấu ra đằng sau luôn từ đó bạn quẹt, bạn bấm delete thì nó sẽ xóa luôn đằng sau. nha yeah. Cái chế độ này mình hay dùng trong quá trình mà mình model đồ vật lắm, nên là các bạn học thuộc cái thầy phím tắt của nó luôn. X-ray ha. Alt Z. Rồi, bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn bạn một số cái lệnh phối hợp giữa ba cái icon bên trên ha. Thứ nhất là lệnh fill, nó được viết tắt của nó nó có phím tắt là chữ F ha dùng để nối hai điểm với nhau thành một cạnh hoặc là dùng để nối hai cạnh với nhau thành một cái face bây giờ bạn coi thử thầy có một cái hộp ha thầy bật x-ray lên để thầy xóa hết những cái điểm ở trong đây thì cho nó dễ ha bấm phím x để xóa hoặc là delete gì đó cũng được sau khi xóa hết những cái điểm kia thì mình chỉ còn một điểm duy nhất thôi. Mình bấm shift D để mình nhân đôi cái điểm này lên. Shift D, Shift D. Ok. Sau đó bạn quay chọn hai điểm thử nè. Bạn bấm phím F thì ngay lập tức nó sẽ fill, à, fill hay còn gọi là lấp đầy đó, nó sẽ nối hai cái điểm này lại với nhau thành một cạnh ha. Hai điểm dưới đây cũng vậy. F. Đó, vậy cứ chọn hai cạnh thì nó sẽ nối cho bạn thành một S rồi bây giờ thử nè, mình sẽ chọn hai cái S đây nè. Mình bấm phím F thì nó sẽ nối lại cho mình thành một face ha. Đó. Vậy thì ở đây á, bạn có hình dung được là nếu như mình nối một face lại à, nối hai cái face này lại với nhau thì nó ra cái gì không ta? Chọn hai face ha. Xong bấm F. À, thì đôi khi nó nối lung tung mà. Đó nó có mấy cái sọc sọc này là lỗi nha. Đó. thì nó khi mà bạn ép hai cái phay lại thì nó không phải là ra một cái khối đâu. Vậy là cái phím ép đa phần là chỉ dùng điểm với điểm thôi và cạnh với cạnh thôi chứ mình không dùng được cho hai cái phay với nhau. Muốn nối được hai cái phay với nhau đó, thì mình phải làm thủ công cho hai cạnh. mình chọn hai cạnh này nè Sau đó mình bấm phím ép để nó nối lại. OK chưa? Và nếu như bạn nối thủ công lại như vậy á, với số lượng ít thì không sao, không sao. Nếu như mà mình dùng cho số lượng nhiều á, thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian ha. Nên từ đó bạn sẽ học cho thầy một cái thủ thuật để nói cho nó nhanh. Đây, à, học cho thầy một cái tiếp nói cạnh để mình model cho nó nhanh. Cái này là các bạn cố gắng học thuộc nha, để sau này mình lên lớp nâng cao á, thì công việc của mình nó sẽ nhanh hơn mình chọn hai cạnh muốn nói sau đó bấm phím F rồi muốn nói tiếp những cạnh còn lại thì các bạn đừng có chọn cái cặp cạnh còn lại nhé các bạn chọn cho thầy cái cạnh gian dở đây nè chọn cái cạnh dài dài đó sau đó các bạn bấm F liên tục ha bấm F liên tục thì tự nó sẽ nói lắp đầy đó thầy bật X-ray lên cho em dễ quan sát ha này thầy bật xuyên thấu này rồi chọn cạnh này nè, ép, xong chọn cạnh này nè, ép, 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 ok chưa? Nó là thủ thuật. Rồi, bây giờ thì để thực hành cái phần này đó, thầy có một cái bài tập đơn giản ha, các bạn sẽ dùng cái lệnh uh, fill và cái tiếp nối này để tạo cho thầy một cái bậc thang cơ bản.